Chào các bạn là Thành Công và đây là tập thứ 5 trong cái series mình đi phân tích tất cả các quỹ đầu tư Việt Nam. Mục đích của series này là giúp cho các bạn biết được rằng ở Việt Nam hiện tại có những cái quỹ đầu tư nào để mà từ đó tìm ra cái quỹ đầu tư phù hợp với nhu cầu khẩu vị đầu tư của các bạn để mà đầu tư thật là sớm. Các bạn có biết cái vấn đề lớn nhất mình gặp phải mỗi khi mình đi phân tích các quỹ đầu tư là gì không? Không phải là dành hàng tiếng đồng hồ ra để mà tìm các số liệu này để rồi phân tích cho các bạn, cũng không phải là những cái thông tin liên quan đến quỹ, mà đó là phân nhóm các quỹ đầu tư này một cách hợp lý nhất để mà khi các bạn coi video các bạn không bị loạn. Ví dụ như là tập đầu tiên mình đi phân tích 6 quỹ đầu tư trái phiếu, điểm chung của 6 quỹ này đó chính là các bạn hoàn toàn có thể mua trên Finhay hoặc là Tickcorp. Ở trên Fmarket thì có 3 quỹ VFB, BVBF và SSIBF. Ở video thứ hai mình phân tích 5 quỹ đầu tư cổ phiếu, trong đó 4 quỹ là chủ động và 1 quỹ là bị động. Ở video thứ ba mình phân tích 7 quỹ cổ phiếu bị động hay còn được gọi là ETF á. Tập thứ tư mình phân tích cách đây khoảng 2 tuần thì mình phân tích 5 quỹ đầu tư cổ phiếu chủ động có trên Fmarket. Và trong tập 5 của series này mình sẽ phân tích các quỹ còn lại ở trên Fmarket, trong đó bao gồm 3 quỹ đầu tư trái phiếu và 3 quỹ đầu tư cân bằng. Chúng ta sẽ bắt đầu với 3 quỹ đầu tư trái phiếu trước, thứ tự từ lớn đến nhỏ. Ý mình là từ già đến trẻ, kinh là đắc họ đúng nào. Quỹ đầu tiên là VFF của Vina Capital, được thành lập từ ngày 1 tháng 4 năm 2013. Ngân hàng giám sát là Standard Chartered, hàng năm được kiểm toán bởi PwC Việt Nam. Tính tới điểm tháng 6 năm 2021, 88% danh mục đầu tư của quỹ tập trung vào trái phiếu doanh nghiệp. Hai ngành được phân bổ nhiều nhất đó chính là tài chính và bất động sản, với lợi nhuận trung bình hàng năm xấp xỉ khoảng 7%. Quỹ thứ hai trong danh sách ngày hôm nay chính là FIF của Vietcombank. Ngân hàng giám sát là Standard Chartered và được kiểm toán hàng năm bởi E&Y. Ra đời đầu tháng 8 năm 2019, gần 2 năm tuổi. Quỹ này tập trung vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Các bạn hoàn toàn đã dừng lại video để mà coi lại ở đây. Lợi nhuận trung bình là 6% một năm. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái lợi nhuận trung bình hàng năm thì rõ ràng VFF là cái quỹ đầu tư trái phiếu xịn nhất trong video ngày hôm nay. Lịch sử lâu đời và công ty Vina Capital cũng là một cái công ty quản lý quỹ khá là có tiếng ở Việt Nam. Nếu mà các bạn hỏi mình là hãy tìm một cái lý do để mà chê cái quỹ VFF này thì mình nghĩ đó chính là độ an toàn cũng như là cái biên độ tăng trưởng. Chính vì lý do quỹ VFF này tập trung phần lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp cho nên mỗi khi mà độ cái nền kinh tế không được ổn định, có nghĩa rằng là cái lợi nhuận của quỹ này cũng bị ảnh hưởng theo. Cụ thể là bắt đầu từ năm 2020, dịch bệnh Covid hoành hành mọi nơi, nhiều doanh nghiệp phải phá sản và họ không có thể nào trả được cái trái tức. Trái tức hiểu đơn giản nó na ná nhưng là cổ tức vậy, nhưng mà cổ tức là tiền bạn nhận từ cổ phiếu thì trái tức bạn nhận từ trái phiếu. Chính vì vậy khi mà nền kinh tế đã bắt đầu ổn định trở lại thì mình kỳ vọng lợi nhuận trung bình của VFF sẽ xấp xỉ khoảng 8-10% mỗi năm. Còn nếu các bạn nghĩ rằng là nền kinh tế vẫn còn bất ổn trong vài năm tiếp theo thì mình nghĩ là VFF nó chỉ cho khoảng từ 6-7% mà thôi. FIF của Vietcombank thì tập trung vào các công ty có tín dụng tốt. Chính vì vậy cái lãi suất từ trái phiếu nó sẽ không cao bằng là so với thằng VFF. Chưa kể là trong cái báo cáo tháng 6 năm 2021, 25% tổng tài sản của quỹ là tập trung vào gửi tiền ở ngân hàng dưới thời hạn 3 tháng. Mà các bạn biết rằng là gửi tiết kiệm 3 tháng ở ngân hàng nó thấp như nào rồi đó. Với cái phần trăm danh mục như vậy thì mình không nghĩ rằng là họ có thể mang lại lợi nhuận như cam kết là trên 8% mỗi năm đâu. Nhưng mình chắc chắn rằng cái độ an toàn cũng như là cái biên độ tăng trưởng nó sẽ vững chắc hơn là cái quỹ VFF, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh và nền kinh tế không có ổn định như thời điểm hiện tại. Bằng chứng là trong năm 2020, quỹ FIF đã mang lại lợi nhuận cao hơn quỹ VFF gần 1%, chứ không có nhiều cho lắm, gần 1% mà thôi. Và đây cũng chính là lý do tại sao trong video tuần trước mình khuyên các bạn nên bỏ tiền vào trái phiếu thay vì là bỏ tiền vào các ngân hàng. Vì đơn giản các quỹ đầu tư trái phiếu này họ cũng bỏ tiền vào ngân hàng và bên cạnh đó họ còn mua trái phiếu của các doanh nghiệp uy tín ở Việt Nam, cho nên cái lợi nhuận trung bình nó sẽ cao hơn là việc bạn bỏ 100% tiền của bạn trong ngân hàng, đúng không nào? VFF tuy là cái kết quả nó mang lại nó cao hơn hai quỹ còn lại, nhưng mà cái phí rút hơi cao, 2% nếu các bạn giữ dưới 1 năm và các bạn chỉ được rút miễn phí khi mà các bạn giữ trên 2 năm mà thôi. Quỹ FIF của Vietcombank thì bạn phải trả 0.3% phí phát hành và trả phí bán được 0.5-1% nếu các bạn giữ dưới 1 năm. Dành những bạn nào thắc mắc về cái thời gian giao dịch của những cái quỹ này thì bên đây là thông tin về nó. Trước khi mình tiếp tục phân tích 3 quỹ đầu tư cân bằng thì có một cái câu hỏi rất là nhiều người thắc mắc, đó chính là những cái quỹ đầu tư này có trả cổ tức hay không? Thì câu trả lời là có, và cái số tiền cổ tức này đã được tái đầu tư mua nhiều cổ phiếu hơn, cho nên về lý thuyết đầu tư vào các quỹ đầu tư là lãi kép. Và nếu các bạn đã coi đến đây thì chắc chắn các bạn biết rằng mình bỏ ra rất là nhiều công sức cũng như là thời gian để mà tìm hiểu những cái thông tin này, và đổi lại mình chỉ hy vọng các bạn dành ra 1 giây để giúp nút like cái video này cho toàn kênh YouTube, giúp kênh mình phát triển nhiều hơn. Tiếp tục mlem 3 quỹ đầu tư cân bằng nào. Dành những bạn nào không biết thì quỹ đầu tư cân bằng là quỹ đầu tư kết hợp giữa trái phiếu và cổ phiếu, và cái tỷ lệ danh mục này sẽ được
điều chỉnh phù hợp với cái nền kinh tế để mà tối đa lợi nhuận. Ba quỹ cân bằng này đều được giám sát bởi ngân hàng Standard Chartered. Quỹ cân bằng đầu tiên là VF1, gần đây đã được đổi tên thành DCDS. Quỹ này được quản lý bởi Dragon Capital. Dragon Capital là một trong những công ty lâu đời cũng như là có tiếng ở Việt Nam. DCDS được ra đời từ năm 2004, tính tới đây đã hoạt động hơn 17 năm. Đấy, có rất là nhiều bạn thắc mắc hỏi mình rằng là trời ơi, đầu tư vào các quỹ đầu tư này không biết là nó có tồn tại lâu dài không? Mình không biết đó. Nè, cái quỹ DCDS của Dragon Capital tồn tại 17 năm mà vẫn chưa sập. Thì mình không nghĩ đây là một cái dự án lừa đảo đâu ha. Và công ty kiểm toán là PwC Việt Nam, trong 17 năm hoạt động thì quỹ này đánh bại thị trường 12 lần, chỉ thua 5 lần mà thôi. Tính tới điểm hiện tại, quỹ này vẫn đang chiến thắng thị trường. Quỹ tiếp theo được ra đời vào cuối năm 2013, tính tới nay đã hơn 7 tuổi rưỡi. Quỹ này được quản lý bởi một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Vietcombank, hàng năm được kiểm toán bởi E&Y. Trong quá khứ 7 năm hoạt động thì 4 thắng, 3 thua, và hiện tại là vẫn đang thua sấp mặt lờ. Quỹ cân bằng cuối cùng trong video ngày hôm nay là VIBF của Vina Capital. Trong 2 năm hoạt động thì 1 thắng 1 thua và hiện tại là đang tăng trưởng gấp đôi thị trường. Quỹ VIBF của Vina Capital là một cái ví dụ điển hình cho cái việc có cái quá khứ hoạt động khá là củ chuối nhưng không có nghĩa là không đáng để đầu tư. 10 điểm cho VIBF. Các bạn sẽ để ý là mình không còn đề cập nhiều vào cái phí quản lý của các quỹ này nữa, tại vì đơn giản là cái phí quản lý đã được trừ trực tiếp vào cái giá trị NAV của quỹ rồi, cho nên các bạn không cần phải quan tâm đến cái phí quản lý. Cái phí duy nhất bạn cần quan tâm đó chính là phí mua và phí bán mà thôi. Nhìn sơ qua các bạn biết rằng quỹ VF1 hay là DCDS là cái quỹ xịn sò nhất trong video ngày hôm nay, với thành tích lịch sử chiến thắng thị trường 12 lần trong vòng 17 năm và 3 năm gần đây đều thắng thị trường. Và nếu các bạn so từ ngày thành lập tới bây giờ thì quỹ đã tăng trưởng gấp đôi cái chỉ số VN Index. Nhưng quỹ có hai khuyết điểm sau. Thứ nhất đó chính là khi bạn đầu tư linh hoạt, số tiền tối thiểu bạn cần bỏ ra đó chính là 20 triệu, và mình biết chắc chắn là không phải ai coi video này xong cũng có sẵn 20 triệu để mình đầu tư vào cái quỹ này. Tuy nhiên nếu các bạn là sinh viên nghèo giống như mình, các bạn chỉ có khoảng từ 100-500 ngàn mỗi tháng để mà đầu tư vào cái quỹ DCDS này, thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia bằng cách là chương trình đầu tư định kỳ, số tiền tối thiểu chỉ vỏn vẹn có 100 ngàn mỗi tháng mà thôi, và các bạn hoàn toàn đã làm điều này trên F-Market mà hoàn toàn không mất thêm một bất kỳ chi phí nào cả. Khuyết điểm thứ hai mình muốn nói ở đây đó chính là phí. Và mình không nói phí phát hành nha. Phí phát hành thì nếu bạn đầu tư 20 triệu thì hoàn toàn miễn phí, hoặc là đầu tư định kỳ thì cũng miễn phí luôn. Cái phí mình muốn nói ở đây chính là phí rút. Và nếu các bạn giữ dưới 6 tháng, các bạn phải trả là 2,5%. Giữ dưới 1 năm là 1,5%. Và khi các bạn giữ trên 2 năm, các bạn mới được rút miễn phí. Đối với mình thì đây không là một cái khuyết điểm mà là một cái điểm mạnh, bởi vì nó sẽ nói mình nó sẽ ngăn cản mình mỗi khi mình muốn rút tiền, tại vì mình ghét trả tiền phí. Ok, cho nên mình sẽ cố gắng giữ cái quỹ đó trên 2 năm để mà tối đa cái sức mạnh lãi kép cũng như là đỡ phải trả tiền phí. Và đây cũng chính là lý do tại sao mình luôn luôn khuyên các bạn chỉ nên đầu tư số tiền các bạn không đụng tới trong vòng 6 tháng mà thôi, ít nhất 6 tháng nha. Quỹ TBF của Vietcombank trong 7 năm hoạt động gần đây thì 4 thắng 3 thua, 2 năm gần đây đều thua, hiện tại đang hòa. Cho nên tới điểm hiện tại, tính từ ngày thành lập, quỹ vẫn chưa mang lại lợi nhuận cao hơn thị trường. Phí phát hành sẽ là 0,5% nếu các bạn mua dưới 1 tỷ, 0,3% nếu các bạn mua từ 1 tỷ đến 5 tỷ. Và nếu mà các bạn mua và bán trong vòng 1 tháng, các bạn phải trả tới 3% phí. Giữ trên 1 tháng giúp mình, làm ơn. Tuy nhiên, nếu các bạn giữ quỹ này 1-12 tháng thì các bạn chỉ cần trả 1% phí mà thôi. Khá là tốt. Đối với mình có 3 lý do bạn nên mua quỹ TBF của Vietcombank. Thứ nhất, các bạn dự tính mua các quỹ đầu tư này và giữ ngắn hạn trong vòng 1 tháng đến khoảng 1 năm, tại vì phí rút khá là thấp. Thứ hai, các bạn yêu Vietcombank vô điều kiện, giống như là ba mình vậy á. Thứ ba, các bạn có một niềm tin mãnh liệt rằng là cái quỹ TBF của Vietcombank sẽ có một màn comeback mạnh mẽ giống như là quỹ VIBF của Vina Capital. Còn nó có comeback thật hay không thì mình không biết. Và chính xác, tuy là thua sấp mặt lờ trong quá khứ nhưng quỹ VIBF đã mang lại lợi nhuận gấp đôi thị trường chỉ trong vòng 7 tháng năm 2021, cao hơn cả DCDS của Dragon Capital. Chính vì quỹ VIBF được quản lý bởi Vina Capital cho nên cái phí bán nó hơi chát một tí xíu. Các bạn sẽ trả là 2% nếu bạn giữ dưới 1 năm và vẫn phải trả 0,5% nếu bạn giữ trên 2 năm. Chắc chắn nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình không nói nhiều về thằng này. Thì đơn giản thôi, trong một cái gia đình đông con thì chắc chắn là hàng xóm chỉ quan tâm đến thằng giỏi nhất hoặc là cái thằng dở nhất, chứ mấy cái thằng ở giữa là đâu ai quan tâm đâu.
Các bạn đừng hỏi lý do tại sao mình biết điều này. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Và đó là toàn bộ những gì bạn cần biết về 6 quỹ đầu tư này. Mình nhắc lại 6 quỹ đầu tư này, điểm chung đó chính là các bạn hoàn toàn có thể mua trên sàn Fmarket. TC ơi, TC ra video trễ quá cho nên mình lỡ mua cái quỹ FIX của Daiichi và cái quỹ TBF của Vietcombank rồi. Bây giờ mình phải làm sao? Thì mình cho các bạn hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên đó chính là các bạn bán quỹ đó đi. Và sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác trên Fmarket. Có rất nhiều bạn hỏi mình rằng là bán chứng chỉ quỹ nó có dễ không? Rất là dễ các bạn à, các bạn hoàn toàn bán bất kỳ lúc nào các bạn muốn. Và đây là quy định bắt buộc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho nên các bạn yên tâm nha. Phí bán này như thế nào thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thời gian bạn nắm cái quỹ này. Tùy vào quỹ thì phí bán sẽ khác nhau, nhưng mà nếu các bạn giữ càng lâu thì phí bán sẽ càng rẻ. Các bạn đừng có bán sớm như mình nha. Mình làm video mình ví dụ cho các bạn mà thôi, chứ mình mới bán, chứ thật sự là mình cũng không muốn bán đâu, tại vì mình mất 0.3% phí. Và các bạn có thể tìm những cái thông tin này bằng cách là bấm vào cái tên của quỹ đó, thì nó sẽ ghi ra chi tiết như nào, thấy không? Đó, VFF nè, thấy không? Đó, cái phí bán này không phải là Fmarket thu của các bạn, mà đây là công ty quản lý quỹ thu của các bạn. Sau khi bán thì bao lâu tiền mới về tài khoản của các bạn? Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái thời hạn thanh toán của quỹ. Nói chung là mỗi quỹ mỗi khác. Tiền sẽ được ngân hàng giám sát chuyển thẳng về tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng ký trên Fmarket. Nhưng mà thời gian trung bình là 2-5 ngày làm việc sau khi khớp lệnh bán. Ví dụ cái quỹ BVBF này là mình mua cách đây khoảng 1 tháng thì phải, lúc mà mình review vào Fmarket á. Thì bây giờ nếu mình muốn bán thì mình sẽ bấm vô cái nút này nè, bán. Đó, thì bây giờ mình đang có số lượng là khoảng 500 chứng chỉ quỹ, mình chỉ bán khoảng 200 thôi. Bán nhiều quá ba mình biết thì sao? Và thời gian nắm giữ của mình chỉ vỏn vẹn khoảng 1,3 tháng mà thôi, cho nên phí bán mình phải trả là 0.3%. Đó, mình bấm chữ bán. Ôi chết rồi. Nó gửi cái mã này về này, lúc mình bán là ba mình biết mất tiêu rồi. Thôi coi như là mình không bán ha. Và bán là cái cách thứ nhất mà trong trường hợp bạn lỡ mua sai quỹ. Cái cách thứ hai nó vô cùng đặc biệt luôn, đó chính là chuyển đổi. Nghe thấy ghê không? Bản thân mình thấy cái tính năng chuyển đổi của Fmarket khá là hay, tại vì nó sẽ cho phép bạn linh hoạt hơn để mà tái cơ cấu danh mục đầu tư của các bạn mà không cần phải làm quá nhiều việc, không phải rút tiền về tài khoản xong rồi nạp lại, mà các bạn hoàn toàn có thể làm trực tiếp trên Fmarket luôn. Các bạn có thể tập trung vào cổ phiếu khi mà bạn nghĩ rằng là thị trường chứng khoán nó sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, mà ngược lại trái phiếu khi mà bạn nghĩ rằng là thị trường Việt Nam nó sẽ phát triển chậm trong tương lai. Phí chuyển đổi thì khác nhau ở từng quỹ, các bạn hoàn toàn đã bấm vào tên quỹ để mà tìm hiểu xem là cái phí đó bao nhiêu. Ví dụ là quỹ cân bằng VCBF của thằng Vietcombank thì đây, phí chuyển đổi là 0%. Quỹ cổ phiếu VCBF BCF thì cũng 0%. Quỹ FIF của Vietcombank là 0.2%. Nói chung là mỗi quỹ mỗi khác, cho nên các bạn cần phải tìm hiểu kỹ. Các bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi giữa các quỹ với nhau trực tiếp trên Fmarket. Ok, bấm cho này nè, chuyển đổi nè. Đó. À đúng rồi, mình quên nói. Đó chính là cái chuyển đổi này nó chỉ phù hợp với các quỹ ở chung một công ty quản lý quỹ mà thôi. Nghĩa là trường hợp giả sử bạn lỡ mua cái quỹ FIX của Daiichi, quỹ trái phiếu thằng này nè, của Daiichi nè, thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi qua cái quỹ đầu tư cổ phiếu của Daiichi, đó chính là CEF, mình đã review ở video tập này rồi. Ok, thì đây là cách các bạn làm để chuyển đổi nha. Giả sử mình đang giữ quỹ BVBF và mình muốn chuyển đổi sang cái quỹ đầu tư cổ phiếu của Bảo Việt Fund là BVFED thì phải, hình trước á, bấm vào chuyển đổi nè, bấm vô quỹ này. Hiện tại mình có một quỹ thôi, nếu các bạn có nhiều quỹ thì sẽ hiện nhiều quỹ đó. Mình muốn chuyển đổi 300 đi, 300 vào cái quỹ BVFED đó, thì phí chuyển đổi là 0.1%, nó cố định rồi, mình không có chuyển được sau thuế ra, tại vì mình chuyển đổi dưới nói chung là phí chuyển đổi nó cố định 0.1% rồi. Đồng ý lại cái mã OTP. Ủa chẳng lẽ nó không có cách nào mình chuyển đổi quỹ mà ba mình không biết hả ta? Ủa cái cách nào không ta? Ủa mình muốn chuyển đổi quỹ mà mình cũng phải xin phép ba mình đó hả? Mình quên đây là tài khoản của ba mình. Đây mình muốn nói các bạn, đó chính là cái độ bảo mật của thằng Fmarket cũng ok luôn. Nghĩa rằng là mình không có cái mã OTP này của ba mình thì mình hoàn toàn không thể nào mà đụng chạm tới tài sản của ba mình được. Ok, nghĩa rằng là trong lúc ba mình ngủ, mình muốn bán quỹ ra, mình muốn làm nghịch gì đó, mình cũng không thể nào làm được. Mình bắt buộc phải liên hệ ba mình để mà xin phép ba mình làm video. Thôi thì các bạn tha lỗi mình sẽ không làm trong video này, mà mình sẽ hướng dẫn các bạn như vậy thôi. Tới đây các bạn chỉ cần nhập mã số OTP là xong rồi, đúng không nào? Coi như là mình cũng rất là muốn cho các bạn thấy, nhưng mà Fmarket không cho phép mình.
Và đó là mọi thông tin các bạn cần biết về ba quỹ đầu tư trái phiếu cũng như là ba quỹ đầu tư cân bằng có mặt trên Fmarket. Nếu các bạn hứng thú với kiến thức tài chính hoặc đơn giản là đầu tư cá nhân thì đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là bật chuông vì mình đăng video vào 6 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Video tuần này chỉ có như vậy mà thôi. Bye bye. Mình cảm ơn các bạn đã coi đến phút này của video. Và nếu các bạn vẫn không biết Fmarket là gì thì mình đã có một video review rất là chi tiết về thằng này rồi. Còn bên đây là một video mình nói về sàn giao dịch mình đang xài. Còn dưới đây là một video YouTube như bạn sẽ thích. Và đừng quên đăng ký.